Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép hai bánh heroin tại địa bàn xã Bản Vược, huyện Bát Sát. Hai đối tượng bị bắt là Giàng A Khoa, sinh năm 1982. Khoa đã tự động giao nộp hai bánh heroin được gói kín trong áo mưa. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ đối tượng Giàng A Sèo, sinh năm 1986, là em ruột của Khoa. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, hai đối tượng khai nhận sáng ngày 25 tháng 8, Khoa và Sèo rủ nhau đi mua hai bánh heroin với giá 340 triệu đồng tại xã Pa Treo của một người phụ nữ không rõ danh tính. Sau đó, mỗi người một xe đi đến xã Bản Vược chờ người mua. Khi đang chuẩn bị bán hai bánh ma túy này với giá thỏa thuận là 400 triệu đồng, thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.